Em đã quay cái clip về cái đống máy đấy rồi, bóc ra kiểm tra bên trong rồi. Tại vì những cái máy mà đã bị đảo vỏ ấy thì nó sẽ khác với những cái máy zin toàn tập 100%. Đây là những chiếc máy màn zin, vỏ zin, main zin nhưng được coi như là máy dựng, tại vì là cái vỏ bên ngoài và cái main bên trong không phải của nhau. Đây nha, em sẽ chỉ cho ví dụ con này nhé. Trong phần cài đặt chung vào phần giới thiệu, đây nó có kiểu máy này, kích vào đây này. Đấy, kích vào đây. Nó ra A1634 này. Nhưng đằng sau lưng của nó lại là model này, cái chỗ model này. Đó, nó lại là A1687. Thấy chưa? Nghĩa là cái vỏ này không phải của cái main này. Em sẽ chỉ từng con một cụ thể. Con này A1634. Vỏ bên ngoài A1687. Đó. Đây. Cài đặt chung. Con này trong là A1634. Bên ngoài cũng A1687. Đó. A1687. Bên trong, bên ngoài là A1634. Đó. Thấy chưa? Đây, model này, A1634. Con trong 34 ngoài 87, con ngoài 34 trong 87, thế mới đau. Lệch tùm lum hết cả. Con này A1634 này. Bên trong bên ngoài 1687 này. Đó. Thế bây giờ người ta bảo đấy là nếu mà người ta đảo đúng, ví dụ như là cái con này A model A1634 đúng không? Nó tìm được đúng cái vỏ zin A1634 nó nắp vào đúng không? Chứ không phải A1687 thì làm sao phân biệt được? Thì mọi người xem cái clip mà đợt trước ở đây em đã đăng lên rồi này. Đó là em đã bóc từng con ra một. Đó, em đã bóc từng con ra một. Bóc ra để em chỉ hết tất cả. Đó. Đây, đây, cái clip này chính là cái đống máy này đây. Đó, em vừa làm này. Thế nhá.